Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gapline. Và video này mình đang chơi chung với Linh Ngáo. Rồi ông Toàn đúng không? Rồi Hải Gamer mà mất tiêu rồi. Với ông Waterman Gamer, mà Waterman Gamer mới vào thì như bị cúp điện á, cái chỗ ông đang mưa. Rồi giúp tôi mua cái nhà đi quê, để xuất hiện lên Toàn là ông đầu đường xó chợ. Mua nhà đi. Ủa, ông chợ ông tới nhà mua đi, ông chợ ông tới nhà mất tiền hết. Tôi vào trong cái internet rồi nè. Mấy cái nhà rẻ tiền ở phía đầu này nè. Nhưng mà không phải mua trên bất động sản chứ. À không, bên này có một cái nhà rẻ rẻ tiền của ông nào đây này. Rồi đi, ông chở tôi đi. Cái chỗ nhà của tôi á, có cái hồ bơi á, để ông mà. Đâu, ông check qua nhà của ông xem nào. Chị coi nhà đi. Đi đâu? Okay. Ông đi. Ông Waterman Gamer mất tích luôn vậy. Ông bị cướp điện rồi. Điện rồi. Sắp sắm chết dữ quá. Đợi clip chờ. Trời ơi, tôi không ta. Chà, nó nói hay vậy. Shit. Chạy ngủ rồi. Ok, và mình đang làm tài xế để chở game offline đi mua nhà đấy. Thanh niên nghèo nàn này. Và vào trong này bơ bất. Vậy luôn mới chịu à. Đi mua cho cả nhà. Kiểu như người mới đến. Không, đây này có nhà là ngon rồi nha. Đây mua đi. Cái căn trong này hả? Ờ, nó cái bản nó mua. Đâu ông có vào được đâu? Ủa cái bản, ông tới cái bản đó. Cho mà ông thấy cái bản rồi. Ông ra cái bản này này. Cái bản nó để ở bản này. Chỗ này đúng không? Chỗ này đúng không? Đúng rồi, for sale nữa đúng không? Ok, ông Game Offline đang mua cái nhà. Đó là đó, xong nhấn E là được. Ok. Ok, và mình đang dẫn đây, một lần nữa nhắc lại này. Mình đang dẫn Game Offline với cả Tè này. Offline thì bu vơ bu bất thì dẫn mua cái nhà. Mua đâu ấy. Dẫn vô nhà chơi không? Rồi đưa anh vào này. Nè chơi anh nè. Hai ông vào được mà phải không? Không. Để tôi bấm chuông ông mời vô nha. Rồi. Bấm chuông. Rồi mở cửa. Mở cửa. Thanh niên ra mở cửa nào. Ở đâu? Ấy, ông ơi. Làm sao đây trời, ông ra cái cửa ấy là ông có cái chỗ chọn mời bọn tôi vào. Tôi bấm, tôi mở cửa, tôi đi ra luôn rồi. Thanh niên. Chứ là tôi vô cái phòng nào rồi? Phải à, ông lên phòng trên. Ông phải ra cái cửa ở ngoài ấy, cái cửa mà để đi ra ấy, để xuống ra ấy. Là nó có sẽ có cái hiển thị, ông này ra khỏi nhà luôn rồi. Cái cửa ra vào là trên này phải không? Cho anh em đi ăn khánh thành nhà của ông đi. Ông bấm em mở lên cũng được. Thế nào ơi, có nào ơi. Rồi vô rồi, ngon. Rồi được chưa? Rồi ok ngon. Ok vào đi mấy bộ. Tự nhiên nhớ nhà bông. Có một cái hình này. Ai có rượu nữa nào không ơi. Có rượu nè, rượu nè, rượu đây nè. Làm cốc đi một. Làm cốc phê phê đi. Đấy, có rượu luôn này. Ngon. Ông tránh ra đi cho tôi uống đi nào. Thanh niên uống đi, cứ dành uống không à. Trời. Lâu, chắc là lâu mua được cái nhà thế này đây mà. Anh Phương ơi, Phương ơi. Ồ. Có thanh niên thang lên vào phòng alo. Có thanh niên nào vào anh Phương lấy lệ chứ gì? Tôi tắt tiếng rồi, nghe có vẻ hơi ồn nên tôi tắt tiếng thanh niên đó luôn. Đâu nhà ông chỉ có đơn sơ như thế này thôi à? Được cách hồ bơi đâu mà, để ra sau hồ bơi này. Đâu, thanh niên nhà hồ bơi đâu? Thôi được rồi. Đâu. Để ra khỏi nhà đi. Làm gì có. Có cái hồ bơi gì? À có hồ bơi đâu. Phòng ngủ này. Cái hồ bơi đâu ông?
Ủa bơi anh hổ ai chứ? Ai hổ bơi được nhà không? À phải ra khỏi nhà mới em có bơi à? Ờ, ông mà nào đang bắn ra ngoài nó vọng qua tới bên tôi luôn nè. Cái này phòng ngủ rồi. Ok, đi ra hồ bơi sao hả? Không, nhà, bơi đâu? Nhà tôi mà tôi chưa biết đường đi ra nữa mà. Ô, con này mát mẻ. Hồ bơi. Hồ bơi ở ngoài à? Ờ, ra đây này ông ơi. Bọn tôi ra ngoài đây này. Ở mình đang bơi tại hồ bơi của game offline. Ờ. Anh ấy ngày hôm nay tin ra cái nhà mà mời bọn mình đến. Đấy. Em như tớ. Trời nước mắt quá. Alo. Ok, mà thôi. Rồi. Nhà Phương tí thôi. Biết nhà Phương nghèo nào rồi. Được cái hồ bơi sạch trắng hả? Ờ, được cái hồ bơi thôi. Phải ra chẳng được đi gì cả. Rồi sao mua chiếc mô tô với bồi. Mô tô hả? Em mời đi, chờ bấm đi, em mời đi. Ok. Tôi bấm điện thoại đi. Rồi tôi bấm rồi này. Máy bay không? Thấy hình máy bay không? Bấm thì máy bay không? Còn kéo xuống cái này cuối cùng. Rồi. Rồi ông kiếm đi. Tôi clip mua là được đó đúng không? Ừ đúng rồi. Ê cha. Ngon, mình vừa làm cái thứ quen chưa? Hôm nay đi nói chung là hướng dẫn ông game offline chơi game. Ờ, chơi game online. Ờ, hướng dẫn ông game offline chơi game online. Ủa sao lại out ra rồi? Thanh niên, lên xe nào? Tôi đang mua mà tôi đang trong này tôi đâu biết văng ra đâu. Ờ, không, ông Toàn vậy, ông Toàn bị văng ra. Ờ. Ủa có mấy chiếc rồi ta? Thì mua lại một chiếc mô tô nào mà ông thấy chạy nhanh á. Ừ, kiếm chiếc nào. Chỉ cho ông này mua con này vừa ngon vừa bổ và vừa rẻ này. Mua con gì ta? Ba ti á, ba ti. Để tôi vào nhá, ông bay đúng không? Sau có cái phần cuối cùng ấy, vào cái phần cuối cùng ấy. Được chưa? À, tôi vào... Cuối cùng. Vào cái chỗ chiếc mô tô Z. Vào chiếc máy bay đó đúng không? Rồi vào cái trang cuối cùng. Cái cuối cùng, cái cửa hàng cuối cùng ấy. Ờ. Rồi thấy cái xe mà 356.000 không? Ôi mắc lắm, chiếc là mắc lắm. Mua xanh chiếc thấy. Cái chiếc Barassi đó hả? Barassi hả? Chơi luôn. Ờ, bắt tè. Mua đi, mình là người có điều kiện mà. Sao phải sẵn? Mình chơi chiếc màu đỏ nha. Rồi tôi mua rồi ơi. Rồi ông mua rồi tí nữa gọi là được. Tí nữa nó gửi tới. Có một thằng giết mình này. Giết nó đi. Ôi nguyên một đám luôn kia ra xe. Sao nhiều như vậy? Đúc. Hello. Trời tới rồi. Cúp điện luôn mà. Cúp điện không bảo nổi. Mang gamer đây. Hello, mình là Waterman Gamer đây. chúng ta vừa xuất hiện một nhân vật. Đó là Waterman Gamer. Anh Nhân vừa bị bố mẹ anh. Bây giờ... chết tôi Leo ơi. Không lắm. Anh chị, các em đi. Ủa, mấy này là mấy... Mấy nào vô bộ? Mấy em cần tới. Để em đi mấy các em đi. Đang đang làm gì vậy? Làm hết rồi làm gì vậy? Nó đâu bắn tôi hoài kìa, nó bên đây nè rồi, bởi đầu. Rồi. Sao luôn à, bởi đầu luôn. Thanh niên ở trên lầu, còn mấy thanh niên ở trên lầu nữa. Sao luôn. Chơi chi phe chơi giáp đi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Được rồi, tôi buồn quá để nó xả giận cho, dậy hết ra. Tôi chưa có súng. Đánh ra cho Hải thể hiện. Dậy hết ra. Ông Phương sao chết rồi? Bị hấp diêm nữa chứ gì. Nè, cái súng này, lượm nè. Đây, quay ra cho tôi đâu rồi. Đây. Ok. À, quăng đạn hả? Chết cho là... Quăng đạn hay bắn súng? Rồi, có bộ toàn tôi quá im rồi. F9 là con súng, còn F10 là con đạn. Đó, cái lục vàng này, cái lục vàng này. Rồi, ok bộ ơi. Lục mạng vàng không lấy luôn. Ôi, nó giết tôi.
Ủa ông Hải sao đứng im gu vậy? Ê, có trẻ 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 lại lục lại về được không? Hôm qua tâm anh vào game chưa? Là trả lại cho ông nè. Đang cố gắng lớp lớp vào. Để cho ông cái này nè. Còn một thằng cuối cùng để tôi giết cho. Rồi xong. Win. Ôi trời ơi, buồn quá đi hả? Mình được 6 kill, headshot 2. Mấy ông được bao nhiêu? 3 kill, headshot 2. Tôi được bao nhiêu? 2, 2 thằng. Có được tiền không? Ông biết ông này, ông đừng nhìn tôi nhá, ông nhìn ra chỗ kia, ông nhìn ra chỗ nhà kìa, không phải đấy á. Đọc. Nhìn ra chỗ nhà là kết toán đấy á. Đó kìa, thấy không? Thấy thấy chưa? Đâu? Đó, đã thấy rồi. Đấy, nhìn ra chỗ nổ á. Ủa sao anh? Sao bắn chắc vậy? Ông nhìn á. Dậy ra. Nhìn này. Kinh vậy? Ui. Đi nào mấy thanh niên, lên xe nào. Ok, tôi tắt mic đây, tôi buồn quá, tôi không muốn nói đâu. Thanh niên. Thanh niên bị mình cho thất tình. Gỡ quá tụi mày đâu rồi. Không phải đâu rồi đó. Đang vô. Anh em nội, ra săn cái con cá mập đó rồi. Săn mập nhưng mà phải có tàu ngầm nha. Con cá mập ở đâu? Cái con cá mập thời tiền sử gì đó. Nhưng mà bây giờ mà ông mà bệnh ông không có cái gì ông bỏ xuống hết nghẹt thở rồi sao? Thôi đi kiếm tàu ngầm cho mấy ông nè. Ở đâu kiếm tàu ngầm ở đâu? Có nè, có tàu ngầm nè, đúng không? Tàu ngầm nhưng mà có một chỗ ngồi à. Quay bây giờ đi lên cái làng buôn người đi. Cái làng ở trận chuồng à. Cái làng đó bữa tụi mình vừa bỏ cái clip bị giới hạn độ tuổi. Mày nói mặc quần đúng không? Mày nói nó đâu có mặc quần nào đúng không? Ờ, mặc quần. Quay cho chúng nó coi mà. Nó thì bỏ cho mình mất clip luôn. Em đi gan cũng được. Wow, có chiếc máy cài kìa mấy bồn. Ê, ăn cắp đi. Thôi được rồi. Lấy chiếc máy cài để tới đồng heo quá. Không định lên mà ăn nông dân nè. Tôi giờ xuống thành thị rồi đúng không? Lấy chiếc máy cài đó về làm nông dân nữa. Không có làm vụ cần sa nữa hả Linh Kéo? Có, tiếng làm nếu mà anh em thích thì tiếng làm. Làm phải ra bóp lít đúng không? Đúng rồi, nên đi làm mấy nhiệm vụ đó quên, tôi thấy đi làm nhiệm vụ nó hay hơn, đúng không? Chứ đi phá là chán mà. Ừ. Cả đi xe cũng đẹp hơn nè. Có mới là đi phượt kiếm mấy cái bí mật đó. Cũng được hả? Tí nữa. Ông qua thơm anh vào đi. Đang vào. Hết mưa chưa? Hết mưa. Còn mua nhưng mà hết sấm chết rồi, nhà tôi mà sấm chết cái là cúp cầu gia điện rồi. Xài cái app Tomat tự động á hả? Ờ. Thôi rồi. Đừng. Mày á. Phải cờ gà. Cố tình để lấy cái nói hiểu không? Nhìn tôi chạy xe nó qua nè. Thanh niên gạo quá. Đấy, thanh niên lái lụa. Rồi. Trời ơi, đẳng cấp drift đang hoang đấy. Ghê chưa? Chừng nào tai nạn biết tiền đâu mà. Uầy, chết rồi. Ủa, để ông đi đâu à? Mấy ông chơi xăm mình tùm lum như vậy? Mà thanh niên game offline thì nghèo lắm, không có tiền xăm mình đâu. Dẫn tôi đi xăm chứ ơi. À, tức là vô giang hồ đúng không? Đây xăm con gì, xăm con bồ cạp lên mặt thôi. Ông nội tôi thích thằng lằn, xăm tôi con thằng lằn rồi. Rồi mở tôi vô rồi, mở tôi. Thôi, ông nên vào rồi đó. Ông ngoại mở đi. Tôi con bướm nữa, ông xăm bướm không? Tôi dẫn xăm bướm. Chết mẹ rồi, đi nhầm chỗ rồi. Em à. Trời ơi, mặt thanh niên tỉnh. Bắn không được bôi. Được rồi.
Ôi chết rồi, mấy ông để cho thanh niên ngáo lái xe vừa mồm rồi. Mở tôi đi, mở tôi đi. Vô quân đội luôn đi không? Đâu, vô luôn, sợ gì. Đi rất bẩn. Mời tôi, mời tôi, mời tôi. Mời rồi ơi, check đi, mời rồi, check đi. Ok, ok. Ok, và nói chung là thôi thì lỡ đến đây rồi thì bọn mình sẽ vào khu quân đội và quẩy luôn. Quẩy để sẵn. Được rồi, để tôi lấy đà lên bàn thờ này. Lấy đà lên bàn thờ đó. Chuyện gì thế, lên bàn thờ là nhanh lắm. Lên bàn thờ. À, mời vào MC, thằng à, vào MC của Hải đi. Để anh em mình bay vào quẩy nào. Rồi tôi vào rồi đó. Lên xe ông nội, xuống xe làm gì? À, bị ông lái. Ông dặn ông lái rồi. Tứ gì. Đồ vô phộng thanh niên. Rồi, lái vào đi, đâm vào đi. Bay vào. Bay vào chứ sao ông đi đường ngoài là sao vào được. Rồi thanh niên, tốt lắm. Rồi, chuẩn bị cho bàn thờ nhé. Chuẩn bị, ai à? Ta lên bàn thờ. Chị lên hướng. Ủa, bỏ quân quân đội rồi, khỏi đi. Chị mới lên ăn thở. Rồi, mấy ông đâu hết rồi, ra chơi chứ. Ra, ông ra là chết đi, chứ ra thì. Rồi, là đeo hợp một vũ, đi lên vũ. Còn, đợi cái xong xe. Cái khu quân đội đã, đợi. Cái xe này đánh chống đạn luôn hả? Ờ, đúng rồi, nhưng mà nó không có, nó không có chống nổ. Một viên lựu đạn là bắn luôn xe luôn á. Phải chắc rồi, lấy đà lên bàn thờ rồi. Rồi cái chiếc xe đi. Cái chiếc xe gì hay gớm vậy trời. Bể hết trơn rồi. Lấy xe tăng ra. Chạy đi ông nội, còn xe tăng cái gì nó bắn cho bây giờ. Ôi ôi. Ủa xe tăng không ra, đâu có. Trời ơi, ôi, xong bên. Rồi lên bàn thờ rồi nha. Ông lên bàn thờ rồi. Rồi này gặp mod tôi cầm cái sáo đồng vàng vô. Tôi dứt. Nhiều thanh quá, không làm gì được. Ờ mấy ông có muốn vào là ông hay là thôi. Rồi gai gai chăng ngoài biển nè, mấy nó đang tụ tập làm gì nè mấy ông ơi. Đâu đâu. Rồi này nè. À bọn này đi cắm trại mà. Ồ này gái đẹp nhóc trơn à. Tôi đang đạp lên đích nhớ này luôn. Ủa đâu rồi, làm vụ đi. Đây, ra đây ông ơi. Trời, coi hiệp gì hả? Mấy sao? Ông hành hạ nó quá, sao, sao lại làm thế, làm người ai làm thế. Sao đá đứt tôi? Ô, nó chạy hết rồi, bắt gái đi, bắt gái. Ông ngáo xuống, tay là bỏ tôi với. Ờ rồi, từ từ. À mà tele bị ấy rồi, tele bị ấy rồi, hãy âm thầm và lặng lẽ làm việc đi. Giúp. Để tôi chạy tới đi. Không, để ông Hải ông âm thầm lặng lẽ là được ạ. Dám chơi tôi trời. Ôi, hai thanh niên chia ra quýnh với tôi, quýnh nợ tôi vậy. Chết chơi hai quýnh một với cha. Này thì thanh niên này. Này thì thanh niên này. Cầm bóng chày gõ mặt ổng nè. Mày thanh niên này. Ê quay chơi cầm vũ khí bộ. Chụp hình này. Này thì chụp hình này. Này chắc, thì chụp hình chắc bộ luôn có bộ. Chụp hình này. Ê chụp hình nữa tao giết hết. Batman vô không? Chết đụng lên. Này thì chụp hình này. Này thì chụp hình này. Mày chụp hình được không? Ui, cảnh sát đến rồi. Ai gặp mấy thanh niên? Đi mấy cha. Thì làm nhiệm vụ. Thôi, okay, nó cắn, nó cắn lần lần lên gần. Không muốn chạy. Bắn nữa. Đập, đập. Có thanh niên nào vào kia, không vào MC kìa, đập đi. Ronaldo này, thanh niên Ronaldo này. Chạy ra đây. Đánh hội đồng đi, đánh hội đồng đi. Đây vào, đây vào. Vào đó. Đánh hội đồng đi. Cho ăn khói, cho ăn khói bây giờ. Cho ăn bụi. Chết tôi rồi, cảnh sát gọi ông chú thôi.
Gòn chú gì theo kìa. Mẹ đi. Rồi ổng vô rồi. Rồi chú. Dễ đi. Cảnh sát kìa mấy cha. Chết chết ông nội. Trời ơi. Ông chú còn bỏ tôi rơi tôi luôn. Rồi tử tử vong bây giờ nè. Chết tôi rồi. Tôi chuẩn bị. Tôi ra. Quỷ đi. Để ý nó ngồi trên xe nó bắn ngoài kìa. Lên xe ông Hải chở đi bay kìa. À đi bay được đấy. Đâu ông Hải rồi. Ờ tôi tử vong nữa nè. Ông chú bỏ rơi tôi rồi. Ông chú bỏ rơi tôi rồi. Insulin nè. Anh em nội tôi lại. Rồi chắc tử nạn luôn á. Đi nào. Tôi lên đây. Trời tối rồi tắm biển gì nữa. Cảnh sát kìa ông nội. Nó bắn thường viên nữa, tôi đi bụi á. Rồi, phạt. Rồi, ông Thanh Phương chết rồi. Ông kia báo lại chết rồi. Mà xe này hình như chỉ chở được 4 người thôi mà. Rồi, 6 người, 6 người. Ông Phương, ông bấm càng. Được đấy. Ông bấm càng thêm lên. Trời ơi. Trời ơi, trời. Bấm càng á. Rồi, đi. Chở đi sát mấy cái cục điện cho ông té. Té nhập mặt luôn. Dướng cục điện. Ông Phương cổ sợ quá. Ê bồn. Chết á. Đau tim. Sai lầm khi nắm cột. Đây nên đứng tới đẳng chứ. Gãy tay luôn quá. Ê có mấy cái dư đường hả? Chốt ăn chào ăn đi. Quá đỡ quá. Được đâu, mình ăn bánh xe mình cái rồi. À, có cái xe tải kìa. Ông Phương khổ sở. Đúng là cái số nghèo khổ lắm. Đi xe phải bu càng đó. Kiểu như mang da đen á. À, kìa có cái cây gà cho ông cái cho ông đó đi. Rồi nào lên nhà của ông Nabin kìa. Hình như chạy vòng quá cũng bị té đó. Sao ông kêu offline bắt đáy chưa? Con đá là buông cái tay cầm súng ra là chơi luôn đó bộ. Không. Lắc quá. Rớt rồi. Đang đi đâu mấy bộ? Đi nhảy, đi bay. Em vậy? Đi bay mà. Đi ba xong đi ba. Sao lại chưa quay về nhà là sao hả? Không, năm mình đi ba là im luôn á. Đi ba xong đi lắc. Lắc xong đi nhảy. Nhảy xong đi ngủ. Rồi đứng. Không, đi nhảy xong đi quay. Đi quay. Tôi bị đứng rồi kìa. Ôi. Ôi sao Phương lét rồi. Rồi bị lắc rồi. Tôi bị lắc rồi. Rớt xe luôn. Tôi bị lắc rồi. Mở lại. Để tôi mở lại cho. Season in 3 mình sẽ lắc thôi. Không, do nhiều khi do mạng ấy. Ông Phương có chim vậy? Không. Thôi để tôi mời lại ông này. Fan hãy mời, tôi bị đứng văng đâu luôn rồi. Khỏi thì... game luôn hả? Không, nó đứng game luôn rồi. Vãi tèo. Còn nghe không? Nghe. Kỳ ta sao đứng game luôn rồi. Mọi thứ bình thường mà chỉ có game đứng. Đúng rồi quê, tại vì